Xin chào khán giả kênh YouTube của ông Đá. Vâng, như vậy là vòng quay mới của tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị trong vòng chung kết U23 châu Á 2024 đã diễn ra, và trong sáng nay ngày 6/4 chúng ta sẽ đến với hình ảnh đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam tập tại sân trung tâm Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và chúng ta hãy cùng xem là các cầu thủ của U23 Việt Nam đã chuẩn bị những gì trong buổi tập này. Quân số trong buổi tập sáng nay của các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ có 26 người, vẫn thiếu vắng hai cái tên nữa là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng và tiền vệ Thái Sơn cùng của câu lạc bộ Thanh Hóa. Bộ đôi cầu thủ này thì vừa mới kết thúc lượt trận vòng 15 V-League vào tối qua, và trong sáng nay thì mới di chuyển lên VFF để hội quân, cho nên là dự kiến trong buổi chiều cùng ngày, chiều 6/4 thì cả Nguyên Hoàng và Thái Sơn mới hội quân với các đồng đội. Trước khi bắt đầu buổi tập thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có nhắc nhở với các cầu thủ sức ép dành cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thời điểm này cũng có thể coi là khá nặng. Mặc dù chỉ ở cấp độ đội trẻ, tuy nhiên thì giải U23 châu Á sắp tới cũng được coi là một giải đấu khá là quan trọng với bóng đá Việt Nam. Ngoài ra thì nó cũng đến trong bối cảnh mà thời gian gần đây chúng ta đã biết rồi là bóng đá Việt Nam đang có dấu hiệu đi xuống sau chuỗi thành tích bết bát của huấn luyện viên Chuje, khiến vị chiến lược gia người Pháp phải từ chức. Huấn luyện viên Chuje là người đã đưa U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên thì giờ đây người lĩnh trách nhiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ tham dự giải đấu này là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, một người có cái duyên rất lớn với các đội trẻ. Chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người đã đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện ở một kỳ World Cup dành cho một cấp độ trẻ bóng đá Việt Nam. Đó là năm 2017 khi U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 World Cup diễn ra tại New Zealand. Ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới thì đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với những đối thủ là Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Đây là một bảng đấu được đánh giá là không phải quá khó với U23 Việt Nam. Trừ đội chủ nhà Uzbekistan thì những đối thủ như Kuwait hay Malaysia hoàn toàn có thể là đối thủ vừa miếng để cho đội tuyển Việt Nam tìm kiếm những chiến thắng. Trước mắt thì chúng ta hãy cùng xem là thầy trò huấn luyện Hoàng Tuấn đã có sự chuẩn bị như thế nào. Một trong những gương mặt đáng chú ý trong đợt tập trung lần này là cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, người có lẽ đang trải qua một giai đoạn tương đối khó khăn trong sự nghiệp khi không có được phong độ tốt ở cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, lẫn như gặp phải những cái lùm xùm không đáng có bên ngoài chuyên môn. Việc có mặt ở một giải đấu ở cấp độ trẻ phù hợp với mình có thể coi là cơ hội để Đình Bắc tỏa sáng và lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Trước đó Đình Bắc đã có kinh nghiệm tham dự những giải đấu của đội tuyển Việt Nam như là vòng loại World Cup 2026 hay là Asian Cup 2024. Và vì thế thì ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, rất nhiều người kỳ vọng là tiền đạo xứ Nghệ sẽ có thể lấy lại được niềm tin và thi đấu tốt trong màu áo của U23 Việt Nam. Đình Bắc đang mặc áo số 15 cùng nhóm Đá Ma với lại Khuất Văn Khang và Lê Nguyên Hoàng. Có thấy là tinh thần của Đình Bắc trong buổi tập này đang là rất tốt. Cầu thủ này đang có được cái sự vui vẻ với các đồng đội. Hy vọng là cái tinh thần thoải mái này sẽ giúp cho Đình Bắc sớm quên đi những cái lo âu ngoài sân cỏ để tập trung hướng tới giải đấu trên đất Qatar vào tháng 4 tới.
Sau bài tập chuyền bóng đá ma thì huấn luyện viên Anh Tuấn cho các cầu thủ test bài thể lực với một chuỗi bài tập chạy cự ly ngắn. Và những hình ảnh này trong video cũng thay cho lời kết. Trước mắt đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ còn 3 buổi tập nữa, buổi tập chiều nay ngày 6 tháng 4 và 2 buổi tập trong ngày mai ngày 7 tháng 4, trước khi toàn đội di chuyển sang Qatar tham dự vòng chung kết UEFA châu Á 2024. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cô. Đó, bạn em có về cùng anh đúng không? Ê.
bây giờ bắt 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 nó cái nét mà nó thở cũng được, ông nào mà nhanh nhỏ nhất ấy.